4:30 sáng, tất cả các anh em của câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh và các anh em Taiwan Chapter tập trung tại sân vận động quân khu 7 chuẩn bị xuất phát. Lao lao. Ê ê ê. Em mở tung cái này bằng lái á. Tung qua thôi, tung qua thôi. Chị xin nè anh Hậu. Đi về. Đi về. Đi về.